Chào đến với trang nờ thân Nguyễn. Tôi bạn cách kiếm tiền trên Internet bằng nhiều hình thức khác nhau, tạo nguồn thu nhập $500 mỗi tháng hàng toàn thụ động. Nào hãy vào cùng xem video nhé. 5 kỹ năng bán hàng online hiệu quả. Số 1, kỹ năng quản trị các công cụ bán hàng. Đây là kỹ năng bán hàng online quan trọng đầu tiên bạn cần có nếu bạn thực sự muốn trở thành người kinh doanh giỏi và thành công. Các công cụ bán hàng online bao gồm website, Facebook, Instagram và một số trang thương mại điện tử. Để quản trị tốt nhất các công cụ này, bạn cần thường xuyên theo dõi chỉ số ở website, fanpage và báo cáo từ doanh thu, chăm sóc khách hàng. Điều này sẽ cho bạn biết những thông tin vô cùng hấp dẫn. Đối tượng nào quan tâm nhiều nhất đồng nghĩa với việc thường xuyên đối tượng nào quan tâm nhiều nhất đồng nghĩa với việc thường xuyên đối tượng nào quan tâm nhiều nhất đồng nghĩa với việc thường xuyên ghé vào thăm cửa hàng của bạn. Khung giờ nào thì dễ dàng tiếp cận với nhiều người nhất, phản hồi của khách hàng ra sao. Nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những định hướng đúng đắn để phát triển và kinh doanh hiệu quả hơn. Kỹ năng số 2, kỹ năng sử dụng Internet để tạo hiệu ứng lan tỏa. Mạng xã hội bùng nổ với tốc độ chia sẻ nhanh chóng mà tần suất các nội dung do người dùng tự lan tỏa xuất hiện dày đặc. Không gì hiệu quả hơn việc tận dụng hiệu ứng này để tạo ra các nội dung, tin tức kích thích người dùng tự chia sẻ cho nhau. Thông qua đó, sẽ có nhiều người biết tới sản phẩm, cửa hàng của bạn hơn. Trong trường hợp may mắn, sản phẩm của bạn có thể trở thành xu hướng trend trên thị trường và mang về lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, chạy quảng cáo trên Facebook hay mạng lưới của Google hay các ad networks cũng giúp bạn quảng bá sản phẩm của mình tới đúng đối tượng, thu hút lượng khách hàng đông hơn. Kỹ năng số 3. Kỹ năng sản xuất nội dung quảng cáo sản phẩm. Kỹ năng viết bài mô tả sản phẩm là một trong những kỹ năng quan trọng và không thể thiếu đối với những người kinh doanh online. Để khách hàng có thể biết đến sản phẩm của mình, thì không thể thiếu những bài quảng cáo PR, mô tả sản phẩm thật đặc sắc, gây ấn tượng và thu hút được sự chú ý, quan tâm từ khách hàng. Tương tự như kỹ năng bán hàng thông thường, nội dung sản phẩm không nên tập trung vào các tính năng, mẫu mã mà nên cung cấp cho khách hàng thông tin về lợi ích tuyệt vời mà sản phẩm dịch vụ mang lại. Kỹ năng số 4, kỹ năng chụp ảnh, thiết kế hình ảnh đẹp, chân thật. Bên cạnh việc tạo nội dung mô tả sản phẩm hấp dẫn, lôi cuốn thì hình ảnh sản phẩm cũng quan trọng không kém. Bán hàng online giúp bạn tiết kiệm chi phí mặt bằng, logistics nhưng lại khó chiếm được lòng tin của khách hàng, do hoạt động mua bán không diễn ra trực tiếp, khách hàng không được tận tay sờ ngắm sản phẩm. Vì vậy, để kinh doanh online thuận lợi, bạn không nên sử dụng hình ảnh thiếu trung thực, hoặc lấy từ các trang web khác mà đầu tư để có hình ảnh sản phẩm trung thực. Các hình ảnh do bạn hoặc ekip tự chụp sẽ tạo độ tin cậy cao cho khách hàng, giúp khách hàng tránh khỏi lo ngại nếu mua về sẽ không đúng với ảnh. Kỹ năng số 5. Kỹ năng bán hàng online qua chương trình khuyến mại, giảm giá. Chúng ta đều biết rằng giá bán sản phẩm là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định bạn có kinh doanh được thành công hay là không. Ngoài việc đưa ra mức giá phù hợp với sản phẩm và thị trường mục tiêu, thì bạn cũng cần chứng minh cho khách hàng thấy đây là giá bán hợp lý. Vào một số dịp lớn trong năm, các chương trình khuyến mãi, giảm giá sẽ giúp kích thích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng tới sản phẩm của bạn. Qua các chương trình này, kỹ năng bán hàng tốt là không làm giảm giá trị sản phẩm, mà vẫn hấp dẫn khách hàng cho họ thêm một động lực để mua sản phẩm dịch vụ của bạn. 5 kỹ năng bán hàng trong video này không hề khó đạt được, tuy nhiên không phải ai cũng biết và chú tâm tới. Hy vọng video này cung cấp cho các bạn những thông tin, kiến thức hữu ích trong việc rèn luyện các kỹ năng bán hàng online cần thiết, giúp việc kinh doanh của các bạn càng thuận lợi và hiệu quả. Hãy bấm nút đăng ký kênh để thường xuyên nhận được video của mình. Và hãy like, share. Nếu bạn chưa hiểu điều gì hãy để lại bình luận giúp mình dưới video.